Rồi chào các con, hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau ôn lại nội dung bài học của ngày thứ bảy và chủ nhật vừa rồi nha. Ngày thứ bảy vừa rồi thì mình học về Unit 4, mình học về câu chuyện và bài hát ha. Bây giờ cô sẽ cùng các con đọc lại phần câu chuyện trước, sau đó mình sẽ qua phần bài hát. Các con cùng đọc theo cô nha. The kid can use ink. Đứa bé có thể sử dụng mực. He can open the lid. Anh ấy có thể mở cái nắp. He can sip and zip. Anh ấy có thể uống một ngụm và chạy vụt qua. This kid needs a bib. Đứa bé này cần một cái yếm. Rồi, các con đọc lại theo cô được chưa? Ok, các con nhớ là đọc lại thêm một lần nữa cho mình nhớ những cái mẫu câu này nha. Và đọc cho nó quen miệng nha. Rồi, mình sẽ qua phần tiếp theo là phần songs, bài hát. Rồi, trong bài này á, thì nó có khá là nhiều câu, nhưng mà các con sẽ thấy là những cái câu này nó có đều có một cái đặc điểm chung là gì? Là gì nhỉ? Nó đều sẽ có một cái cấu trúc ở trong đó. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc nè. The pet needs a vet. The egg needs a box. Quả trứng thì cần một cái hộp. The can needs a lid. Cái lon thì cần có cái nắp đậy. And dad needs socks. Và bố thì cần tất. The kid needs a sip. Đứa trẻ thì cần một ngụm nước. The hen needs a jet. Con gà mái thì cần có máy bay phản lực. The pen needs ink. Bút thì cần mực. And she needs a net. Và cô ấy thì cần một cái vợt. Các con lưu ý cho cô nha, cái phần story, cái phần songs của mình nó không đơn giản chỉ là mình chỉ đọc không ha. Mình có thể sử dụng những cái từ vựng mà các con đã học, mình điền vào những cái phần mà cấu trúc này ha. Ví dụ cho cô, ví dụ cho con là thay vì mình nói là the pet needs a vet thì con có thể sử dụng những từ vựng mình đã học. Ví dụ mình có thể nói là the cat needs a lid, được không? Con mèo thì cần một cái nắp, được không? Mình sẽ sử dụng những cái từ vựng mà mình đã học, mình thêm vào đây để mình tạo thành những cái câu mới. Và con có thể luyện tập được cái cấu trúc này, cũng như là con có thể gợi nhớ là những cái từ vựng mà mình đã học. Thì cô có giao bài tập về nhà cho các con, đó là các con sẽ học thuộc những cái từ vựng và những cái câu chuyện của phần bài 3 và bài 4. Rồi con sẽ dịch sang tiếng Anh những cái nội dung mà cô đã cho các con ghi và hoàn thành những bài tập được phát về nhà. Các con nhớ là hoàn thành bài tập trước khi đến lớp nha. Rồi, mình sẽ qua nội dung tiếp theo của phần hôm chủ nhật vừa rồi. Hôm chủ nhật vừa rồi thì mình học tiếp tục về cái phần những bộ phận trong cơ thể con người ha, của unit 3. Rồi, bây giờ cô sẽ cùng các con đọc lại những từ vựng mà mình đã học con nha. Rồi, từ đầu tiên của mình là stomach. Stomach. Cái bụng. Leg. Leg. Cái chân. Rồi, từ vựng tiếp theo của mình là knee. Knee, cái đầu gối. Rồi, foot. Foot, cái bàn chân. Rồi, con lưu ý cho cô nha. Đối với những từ vựng mà lúc nãy cô vừa mới đọc á, thì khi mà con có một cái bụng, con có một cái chân hoặc là con có một cái đầu gối thì con chỉ đơn giản là đọc giống như cô vừa đọc ha. Còn nếu như mà mình có thêm nhiều cái thì sao? Mình phải thêm s vào sau cái từ đó, được không? Thì mình sẽ có là stomachs, legs, knees. Nhưng đối với cái từ foot, nó là một từ đặc biệt con ha. Nếu con có một cái bàn chân thì con đọc là foot. Nhưng có nhiều bàn chân con sẽ đọc là feet. Feet. Được không? Con nhớ cái này cho cô nha. Rồi, mình qua từ tiếp theo. Toe. Toe là cái ngón chân ha. Hip. Hip. Cái hông. Ankle. Ankle. Mắt cá chân. Cô cũng ôn lại cho các con những cái động từ mà mình đã học liên quan đến trong cái phần bài học này ha. Rồi, từ đầu tiên của mình là see. See nghĩa là thấy. Sing. Sing, hát. Listen. Listen, nghe. Run. Run, chạy. Write. Write, viết. Draw. Draw, vẽ. Rồi, các con đã nhớ những từ vựng hôm nay của mình chưa?
Rồi các con nhớ đọc lại một lần nữa để con thuộc từ vựng nha. Rồi mình qua phần tiếp theo về phần câu. Thì hôm bữa trước cô đã dạy cho các con một cái mẫu câu để mình hỏi là số lượng của bao nhiêu cái bộ phận đó trong của mình mà mình có đúng không? Thì câu này của mình sẽ là how many. Rồi con sẽ cộng thêm cái bộ phận mà trong cơ thể con người này. Do you have là có nghĩa là bạn có bao nhiêu nhiều cái gì đó. Cô ví dụ cho con là how many knees do you have? Bạn có bao nhiêu cái đầu gối được không? Thì con muốn hỏi, ví dụ con hỏi là bạn có bao nhiêu cái hông, bạn có bao nhiêu cái bụng, bạn có bao nhiêu cái ngón chân, thì con sẽ chỉ cần thêm cái từ đó vào cho cô thôi. Và con nhớ cho cô này, khi mà mình thêm vào thì các con nhớ thêm s vào những cái từ đó, hoặc là mình sẽ dùng từ feet khi mà mình hỏi về cái bàn chân con nha. Rồi thì các con sẽ làm những cái ví dụ này cho cô, thử đặt một cái câu hỏi, thử là hỏi những cái bộ phận trong cơ thể của con là có bao nhiêu cái nha. Rồi thì khi mà mình trả lời á con, mình trả lời thì mình sẽ trả lời là I have, tôi có, I have, tôi có. Thì con có một cái thì con nói là I have one. Ví dụ con có một cái bụng thì con nói là I have one stomach. I have one stomach. Còn nếu mà con có 10 cái ngón chân thì con nói là sao? I have 10 toes. I have 10 toes. Hoặc là con có 2 cái đầu gối thì con nói sao? I have 2 knees. I have 2 knees. Ok, được không? Rồi, thì cô có giao bài tập cho con về nhà, mình sẽ đặt câu với những từ vựng mà mình đã học rồi. Các con nhớ là làm vào vở, đặt câu và viết vào vở, rồi chủ nhật này cô sẽ kiểm tra bài cho các con nha. Cô cũng có gửi cho các con một cái phần bài tập về nhà trong giấy, các con cũng nhớ hoàn thành bài tập luôn. Phần nào mà bạn nào không biết thì các con có thể để trống, hoặc là các con có thể nhắn cho cô để cô hướng dẫn tiếp cho con nha. Rồi, chào các con. Hẹn gặp lại các con vào chủ nhật và thứ bảy và chủ nhật tuần tới nha.